Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Quỳnh Như ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số lô mai ghép mình về mình chơi Tết nha nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo nha. Như ở đây có một cây giảo siêu nụ nữa cả nhà, quá chừng nụ luôn. Hôm nay mình cũng giao lưu vài giống mai cả nhà, cả nhà mình tham khảo cũng có nhiều mức giá nha. Dạ em chào chị. Rồi chào em, dạ chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số mai ghép em muốn giao lưu với cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Số điện thoại của em là 0357410277. Dạ. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. À, địa chỉ của em là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Rồi mời cô chú anh chị xem một số mai ghép ha. Giảo Thủ Đức ha. Rồi, giảo Thủ Đức đây cả nhà. Giảo Thủ Đức nè, nụ này là nụ chơi Tết nha, nụ rất là nhiều luôn ha. Dạ. Nụ như là quá trời nụ luôn ha. Rồi, cái này mình ghép bao lâu rồi chị? Đã 3 mùa rồi đó em. 3 mùa cả nhà. Ở đây mình đậy lại cho nó ấm. Đúng rồi. Cái này mình mồi nè cả nhà. Dạ. Mồi ra đậy, đừng quấn rễ. Tất cả đều có xử lý đế hết cả nhà. Ở cái hoành này mình lấy cái chừng bao nhiêu được chị? Dạ, cái nhìn ngón tay cái này, chị ha. Đúng rồi, bằng ngón tay cái của chị. Ngón tay cái của nhà vườn đó nha. Đúng rồi. Dạ. Em mà biết sao không? Cái này là đều là quấn rễ, nhưng mà không biết là hồi cái cây nào mà không có quấn rễ như vậy là hồi nhỏ mình quấn rễ mình cấy xuống nó bị gãy á. Dạ. Là nó mới không có quấn rễ thôi, còn là cây nào cũng chị cũng quấn rễ hết trơn á. Dạ. Cái này chiều cao tán ngang mình lấy bao nhiêu chị? Cái tán ngang này là 40 á. Dạ, chiều cao này là 50-60. Ôi, quá chừng nút nụ luôn cả nhà. Chiều cao này là 50-60 nè. Dạ, cây già mùa nè cả nhà. Từ dưới lên trên, nụ từ dưới lên trên. Để em quay từ dưới lên trên cả nhà mình tham khảo. Như cây về mình giao lưu sao chị? Cây này giao lưu 150 một cây. Dạ. Hai cây thì 300 ngàn là bao phí ship. Dạ rồi, một bao ship luôn. Một cặp trở lên nhà vườn mình bao ship cả nhà. Hàng này cũng mình cũng tàn tự nhiên hả chị? Đúng rồi. Dạ. Tàn tự nhiên mà nó đều giá. Còn như là chỉ là vô dây chỉnh sửa sơ sơ thôi à. Dạ, cho anh tham khảo thêm một cây nữa đi chị Như ơi. Chứ nó đều hết trơn. Dạ. Rồi, 150 ngàn một cây cả nhà. Số lượng mình còn nhiều không chị Như? Số lượng còn chừng 100 cây nữa hết à. Còn có 100 cây 50 cặp nữa cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo, mình sắm một cặp, mình về mình chơi Tết một cặp thì mình được bao ship nha cả nhà. Quá trời nụ luôn. Rồi, em quay cây đế cho cả nhà mình tham khảo, cũ nở đó cả nhà. Dạ. Đây cả nhà. Thấy không? Tất cả đều có xử lý đế hết. Trời ơi, quá chừng nụ luôn hả chị. Quá trời nụ luôn. Hàng này chơi Tết vô tư rồi cả nhà, giỏ Thủ Đức ha. Rồi cả nhà mình tham khảo số điện thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình bên đây, thì cả nhà có thể nhờ nhà vườn lựa vài cặp mình tham khảo nha. Được thì mình chốt đơn nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Nhà vườn nào cũng vậy hết, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Một cặp trở lên nhà vườn bao ship nha cả nhà. Đây cả nhà mình tham khảo nha. Rồi thêm cây nữa hả chị? Đúng rồi. Trời ơi nè, coi nè. Quá trời nụ luôn nè. Em coi quá trời nụ luôn nha. Nó cũng đặc đặc cái tàn cả nhà. Còn nụ thì thôi. Rồi đây nụ nhà ươm luôn nè cả nhà. Nụ này nói chung là cô chú anh chị mình ở vùng nào em sẽ lấy cái cây là nút nụ ở vùng nấy hết. Dạ. Rồi để nhà quá chừng nụ luôn ha. Đều là quấn rễ hết ha. Dạ. Nhưng mà có cái là sợ hồi nhỏ cấy xuống rồi nó cái mấy con á mà mình cấy xuống, mình quấn rễ cấy xuống từ khi nào nó gãi là mới không có quấn rễ thôi. Dạ. Rồi cái đều là toàn bộ là quấn rễ hết. Dạ, cái nhà mình tham khảo nha cả nhà. Quá chừng nụ luôn. Kế nữa là giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Dạ. À, giảo siêu nụ này á thì nó chiều cao mình lấy chiều cao thông số của nó là 40 đổ lên đi ha. Dạ rồi. 40 đổ lên chứ này 50-60 luôn á. Rồi tán ngang nhiêu chị? Tán ngang thì mình lấy tán ngang mình lấy 40 đi ha. Dạ. Cái này mấy mùa rồi chị Như? Cái này nó cũng 3 mùa hơn rồi nè. Dạ, rồi cả nhà tham khảo cái đế nha cả nhà. Đúng rồi, đều là quấn rễ hết. Dạ. Quanh này nói chung là mình lấy cũng cỡ ngón tay của chị trở lên được ha. Đúng rồi. Ngón tay cái ha. Đúng rồi. Dạ. Nó tầm gần bằng ngón tay cái chị. Thôi em tính là ba ngón tay này đi ha. Dạ rồi. Có cái nó hơn nhưng mà mình tính vậy đi cho dễ ha. Dạ. Nút nụ thì thôi. Nút nụ thì quá trời, giảo siêu nụ mà nụ dữ lắm nụ nè. Em coi trời ơi cái này. Rồi nắng nó rọi vô nè cả nhà. Quá trời luôn. Trời ơi nhìn. Thấy mê luôn cả nhà. Dạ. Quá chừng luôn á. Ừ. Rồi đến quay sát luôn nè. Đúng rồi, quá trời luôn. Cái loại này thì em giao lưu là 150 một cây. Rồi bằng giá với Thủ Đức nãy ha. Đúng rồi, hai cây thì 300 ngàn em gửi hàng bao ship luôn. Dạ. Ha. Rồi mình tham khảo thêm góc nữa đi chị. Số lượng siêu nụ này mình còn nhiều không chị? Số lượng chừng 100 cây nữa hết rồi. Dạ. Cô ơi, quá trời nụ luôn nè. Trời ơi. Trời nụ nó. Kinh khủng. Ôi trời ơi. Kinh khủng luôn. Rồi cái đế này nhà ha. Rồi nè. Tất cả đều là hết. Quấn rễ hết. Dạ. Đúng rồi. Hồi nụ cái loại này thì chị cũng giao lưu thì nó dạ cứ một cặp đó lên nhà vườn bao ship hả chị? 150 cây cứ một cặp là 300 ngàn là bao ship gửi hàng luôn. Cái này mà Tết mà lạc lá ra một cái nhìn cái dàn xương nó nụ rồi thôi. Đúng rồi, thằng này nó nở bít cây luôn.
Rồi, đó, rồi tiếp tục mình tới cái gì nữa chị? Tới đây nè, đại lộc cánh sen nha cả nhà. Dạ. Đại lộc cánh sen này thì nụ nè, nụ ở trong thân á ha. Dạ. Quá trời nụ nè em, gọi nụ đi. Trời ơi quá trời. Quá trời nụ, nụ là nụ ở trong thân không, nên là mình cà mình con cùi vậy ha. Dạ. Như vậy đó là nó sẽ nụ nó sẽ đặt vậy nè ha. Trời ơi, chứ thư mình luôn. Thả tàn thôi lôi á, nụ nó đâu có ở ngoài tàn đâu. Dạ. Ha. Trời ơi cái nè. Coi em coi nè, củ cái gốc này coi cũng cỡ cũng bự bự hả chị, cỡ ngón tay cái chị đổ lên đi. Dạ. Ha. Ừ. Cái này được bao lâu rồi chị? Cái này cũng ba mùa mấy rồi đó em. Dạ. Liền cốt ở trên rồi. Này rồi nụ quần đó nha. Ừ đúng rồi, cái loại này chị giao lưu là 130 một cây, hai cây là 260, rồi chị bao ship gửi hàng luôn. Dạ đúng rồi, 130.000 một cây đại lộc cánh sen cả nha. Ừ. Dạ nè, cây này là lùng lực nha. Dạ, cây này thì lùng lực ha. Lùng nhất là nhiêu chị? Cái này chắc bằng ngón tay cái gì không? À, cái chiều cao xíu nhỏ hơn chị, ngón tay cái xíu. Cái chiều cao lùng nhất là nhiêu chị? Chiều cao ha, chị lấy là từ 50 đến 40 đến 50 nè. Dạ. Ủa này, 50 này, đến 60 hả em? Cái này 40 nè. Cái này 40 đi. Ừ. Ha. Ừ. Rồi thấp nhất là 40 cả nha. Thấp nhất là 40 dạ. Đúng còn rồi. Còn cái tán ngang này khoảng chừng chắc gan tay đi hả chị? Rồi. Cái này nó không có tán ngang lắm cả nha. Ừ. Kiểu như là đúng mình rồi. Con nó sát. Rồi nút nụ đây cả nha. Họ nhìn mê luôn á, từ trong thân ra. Con nó sát nên là nói chung là tới nó nụ là nó tới cái chót này luôn á. Tại mình con cùi nó cùi sát cùi á. Ở đúng rồi cứng nè. Nụ nó ngoài ở ngoài cái chót này luôn nè. Dạ. Rồi cả nhà tham khảo nha, 130.000 một cây cả nhà. À, một cặp là 266 nhà vườn mình bao ship. Hoặc là mình lấy cây này cây kia cũng được hả chị? Đúng rồi, mình dạ, lấy cứ cây. Cặp là bao ship à? Đúng rồi. Dạ. À, bên đây chị còn nhiều không? Cái loại này thì chị còn tầm khoảng chừng trăm mấy chục cây nữa hết. Dạ, hàng này là mình bó bầu hết nha cả nhà. Cả nhà được lấy số lượng sỉ thì mình sẽ gửi xe mình gửi luôn cái chậu này luôn. À, đúng với lại giá tốt cho cả nhà nữa nha. Lùng nhất là 40 ha. Lùng nhất là 40. Rồi đây cả nhà nút nụ quá chừng luôn á. Cái nữa là siêu nụ này là siêu nụ loại nha, loại nhỏ hơn cái siêu nụ kia ha. Dạ. Xíu nụ này em giao lưu là có 70.000 một cây hàng nha cô chú anh chị. Cái này mình ghép bao lâu rồi chị nha? Ghép này là cũng nó cũng hơn 2 mùa rồi đó em ơi. Dạ, cái quành này chắc mình lấy chị ống tay chị vô thử cây. Có chừng ngón danh của chị trở lên được á. Ba ngón tay chị đi. Rồi ngón giữa ngón danh cũng rõ. Ba ngón tay là chị đã tự hao rồi đó. Dạ. Hàng này mình đang nằm C6 nè cả nhà. Thì cái này chiều cao mình lấy khoảng chừng nhiêu được chị? Chiều cao này cao rồi ngang. Để xử lý đa dạng hết nha cả nhà. Chiều cao này chị ướp thử cây cái cây. Một nè. Rồi nút nụ nữa nha. Chiều cao này 50-60 vậy ha. Dạ. Rồi nút nụ cả nhà mình tham khảo nút nụ quá chừng nút nụ con siêu nụ mà cả nhà. Còn cái đế đây xử lý đa dạng hết nha. Rồi tất cả đều có xử lý đế hết cả nhà ha. Coi nè, rồi nút nụ. Dạ. Quá trời nụ luôn. 70.000 cây rồi bao nhiêu cây? 70.000 một cây ha. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship ha. Dạ, 3 gửi hàng, 5 bao ship cả nhà. Rồi để em quay chỗ này cho sáng xíu nha. Rồi nút nụ đây cả nhà. Quá chừng luôn á. Trời ơi. Nó đặc đặc luôn chị Như ơi. Đúng rồi. Đây cả nhà. Cái đặc đặc luôn á. Cũng nụ này là nụ chơi Tết nha cả nhà. Dạ. Nụ này là nụ chơi Tết nè. Còn nụ chơi Tết. Sợp luôn á. Nụ quá trời nụ, đúng là siêu nụ á. Nhỏ lớn vậy nó cũng nụ vậy. Dạ. Nè, quá trời nụ luôn ha. Chị giao lưu là 70.000 một cây. Dạ. 3 cây gửi hàng. 5 cây bao ship ha. Dạ. À, nút nụ nào quá trời nút nụ luôn nè. Bên đây mình còn nhiều không chị? Cũng ít chứ không nhiều. Dạ. Chừng tâm hơn tâm cứng tâm. Rồi cái hàng này kiểu như là mình dựng đọt thôi cái nhà, mình chưa có sửa tay cành gì hết nha cái nhà. 70.000 cây thôi. Dạ. Thấy hương nha. Quá chừng nụ luôn á. Rồi tiếp tục mình tới gì nữa chị Như ơi? Nữa là bạch mai đọt đỏ nha. Bạch mai đọt đỏ cả nhà. Đúng rồi. Rồi cho anh tham khảo vài gốc đi chị. Lùng lực nha. Rồi hàng này thì mình cũng chưa có dựng đọt này cả nhà. À, để mình quay gần gần cả nhà mình xem ha. Cái hoành gốc này để cây mình lấy cái chừng chắc cây bút bi điếu thuốc trở lên được hả chị? Điếu thuốc trở lên được không? Cây bút bi điếu thuốc ha. Ừ đúng rồi. Dạ. Đây cả nhà. Hàng này mình chưa dựng đọt cả nha. Cái này mình giao lưu bao nhiêu một cây chị Như? Cái loại này chị giao lưu là 70.000 một cây. Dạ. Hàng này 3 cây gửi hàng, 5 cây chị cũng bao ship luôn. Dạ. À cô chú anh chị mình coi cái nào mà 70.000 á mình gáp lại chị vẫn đi đơn được. Dạ. Rồi đây cả nhà. Hàng này thì mình sưu tầm giống được nữa hả nha. Với lại cũng có vài nút nụ mình về mình thử hoa cả nhà. Đúng rồi, có nụ chơi Tết rồi nha. Dạ. Nè, nụ này nó không phải như mấy cái nụ loại Thủ Đức nha. Dạ. Nó chích chích vậy chứ mình lấy lá thì nó vẫn là nở bông bình thường. Dạ rồi. Mà bỏ bông to luôn á. Bạch mai đọt đỏ cả nhà. Đúng rồi, bạch mai đọt đỏ nha. Dạ. Bên đây mình còn nhiêu không chị? Còn cũng bộn á. Dạ. Còn chúng tầm khoảng là cũng chắc hơn 100 cây á. Dạ, ở đây kiểu như là mình gom lại mình gửi khách hàng
cho nên mình sẵn mình quay luôn cả nhà. Ở ngoài vườn mình cũng còn mới cả nhà, có gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn nha. Dạ, kế nữa là em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình là Đa Phúc ha. Dạ. Dảo Đa Phúc ha. Dảo Đa Phúc cả nhà. Đúng rồi, cây thùng lũng luôn. Nút nụ này là nút nụ cũng chơi Tết nữa ha. Dạ. Nụ này, cái loại này thì nó cũng ba mùa rồi nè, nó già mùa rồi. Già mùa không rồi cả nhà mình ơi. Lấy chiều cao là từ 50-60 xăng ha. Dạ. Rồi, cái tán ngang thì 40 xăng ha. Rồi, để xuống cho nhẹ cả nhà. Rồi, hoành gốc nè. Ơi, cái gốc này, nói chung cái gốc này cũng bằng ngón tay trái của chị á. Để xử lý đa dạng hết cả nhà. Đúng rồi. Nút nụ luôn cả nhà. Dảo Đa Phúc thì dạ, cái này mình giao lưu bao nhiêu cây chị? Cái loại này giao lưu là 150 một cây. Dạ. Hai cây thì 300, gửi hàng bao ship luôn. Dạ. Rồi một cặp trở lên nhà vườn mình sẽ bao ship nha cả nhà ơi. Bên đây mình còn nhiều không chị Đa Phúc này nè? Cũng ít chứ không nhiều. Dạ. Khoảng là 20 cây nữa hết rồi. À, còn ít cả nhà ơi. Cả nhà nhanh tay lựa ha. Hàng này nó ít á. Dạ. Hàng này mình cũng có vô dây mình kéo một vài nhánh cho nó đều tàn hết nè cả nhà ha. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Trời ơi. Nút nụ nè. Quá trời nụ luôn chị. Đa Phúc. Hàng vào mùa bây giờ nút nụ quá trời luôn đó nha. Đúng rồi. Dạ, nó nụ theo cái giống mai của nó nha cả nhà. Chứ đâu có nhiều như siêu nụ đại lộc đồ được ha. Dạ. Rồi cả nhà mình có gì cả nhà cứ tham khảo cái mặt hoa trước khi mà mình lựa giống mai mình chơi Tết ha nha. Đa Phúc nở cũng đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi mình tham khảo thêm gốc nữa đi chị Như ơi. Dạ. Kế bên luôn cả nhà. Kế bên luôn. Cũng còn ít thôi cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Lúc này thì lá nó hơi già, nó hơi xấu rồi cả nhà. Để nó nuôi nụ quá cả nhà. Nó già mới mốt mình cũng lật xuống à. Quá trời nụ nè. Quá chừng nụ luôn. Quá trời luôn ha. Rồi coi nè. Thôi. Quá trời luôn. Có mấy cái nhánh là nó sung quá. Rồi nó nụ quá. Đã ghê anh chị. Tán ngang là 40 xăng ha. Chiều cao là 50-60. 50-60. Kế nữa là cúc hương chùm nha cô chú anh chị. Dạ. Cúc hương chùm này cũng không, số lượng cũng không còn nhiều ha. Dạ rồi, cúc hương chùm cả nhà. Đây, đều là quấn rễ, xử lý rễ hết trơn ha, rất là đẹp luôn. Chị ơi, cái hoành bên đây mình lấy cái ngón gốc. Cái của chị đó là đúng được. Rồi, lấy dạ. Từ ngón cái chị đổ lên đi ha. Rồi, cúc hương chùm cả nhà. Đúng rồi, nè, nút nụ nè. Rồi, để mình nút nụ cả nhà mình tham khảo cái này thông số mình lấy sao chị, chiều cao tán ngang. Cái chiều cao á thì 50-60 xăng luôn ha. Dạ. Để có xuống cây, có cây thì hơn nha. 50-60 xăng có cây thì hơn nha. Cây nhỏ nhất là vậy ha. Ừ. Dạ. Tán ngang. Để hồi mình tham khảo thêm về gốc bự nữa nha. Tán ngang thì chắc cũng 40 hơn ha. Dạ. 40 mình tính 40 đi. Nhỏ nhất là 40 đi ha. Lên đi ha. Dạ. Cũng có vài cây. Lấy lên đi. Chị lựa thêm cây nó bự hơn thử cây gì nha. Cây này bự hơn. À, kế bên có cây bự hơn luôn cả nhà. Cái này cao rồi ngang. Cái này khoảng chừng nhiêu chị ốm tay thử cái chị Như. Nha, ốm tay là em nói chiều cao ha. Dạ chiều cao á, chiều cao á. Chiều cao hả? Chiều một cao là gan, gan tay nè. Hai gan nè, ba gan hơn nè. Dạ. 60 hơn luôn cả nhà. Đúng rồi. Kiểu như là có hai form thì cũng đồng giá hả chị Như? Đúng rồi. Bao nhiêu một cây chị? 190.000 một cây. Hai cây là 380.000 là gửi hàng bao ship luôn. Dạ rồi, hai cây. Chỉ có 380.000 là mình được hai cây về mình chơi Tết luôn nha. Dạ. Rồi nút nụ nữa nha, cúc hương chùm cả nhà. Đúng rồi, cúc hương chùm. Nghe là nó thơm rồi đó. Đúng rồi. Với lại nó nhiều bông rồi đó, cúc hương chùm. Chắc người ta đặt tên cái theo. Cái mặt bông này á 36 cánh đổ lên. Dạ. Cúc hương chùm này 36 cánh đổ lên. Hàng cúc cả nhà. Rồi đây ha, nút cái đế cũng xử lý đa dạng hết cả nhà. Đựng cái nụ quá cũng quá tí nụ cả nhà. Rồi mình lật lên cái quá chừng luôn. Hàng này mình cũng có dàn dây sơ sơ rồi ha cả nhà. Dạ, cái chỗ này chỗ điều thì cũng có dàn dây sơ rồi. Mình tham khảo thêm một góc bên đây nữa nha. Bên đây mình còn nhiều không chị? Cũng còn ít chứ không nhiều. Kế nữa là em giới thiệu với cô chú anh chị mình là trân châu nha. Dạ. Trân châu này già mùa dữ lắm rồi. Già rồi. Mùa dữ lắm rồi. Dạ. Mà để đây hai mùa mấy vậy á. Trời ơi. Nó liền cốt luôn rồi. Rồi để em quay gần cho cái nhà mình tham khảo. Cái này chiều cao tán ngang mình lấy nhiêu được chị? Cái chiều cao của cái này thì nó chắc cũng 35-40 ha. Dạ. 40 đổ lên á. Rồi, hàng này kiểu như là mình hơi bị ép chậu á cả nhà. Đúng rồi. Cho nên nó bị đẹp. Nha, để vậy bán luôn chứ không mấy là thay qua là chậu 2 được á. Dạ. Nè, nút nụ này là chơi Tết nha. Dạ, cúc Tân Châu cái nhà cũng hàng 436 cánh đó cả nhà. Đúng rồi. Còn cái hoành gốc này lấy nhiêu được hoành chị? Hoành gốc thì lấy... Hoành này chắc lấy con ngón út đó lên được á. Không, con bàn tay của chị mà. Dạ.
tông bàn tay của chị bỏ ngang cái à. Dạ. Rồi kiểu như là gốc này nó hơi nhỏ hơn so với những đúng rồi, cái trung lô phải không? Mấy cái kia bự không à. Rồi. Nè, cái loại này chị giao lưu là có 50.000 cây à. 50.000 cây thôi. 50.000 cây, 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship tặng 1 cây luôn. Rồi, 10 bao ship tặng 1 luôn. Đúng tại rồi. Vì số lượng nhà vườn còn nhiều cho nên á tặng luôn cả nhà ơi. Đúng rồi, có khuyến mãi nha. Dạ. Có khuyến mãi á. Rồi đây. Đó. Quá trời cái bộ đế nè đẹp ha. Dạ, hàng này cả nhà, mình có thể mình chơi Tết được với lại sang năm mình, sang năm mình á. Coi nè, nụ nè, quá trời nụ luôn ha. Sang năm mình xuống đất mình trồng cả nhà. Đó. Rồi tiếp rồi, theo. Cái nữa là giảo Thủ Đức nha. Giảo Thủ Đức này thì nó cũng 50.000 một cây. Rồi. Nhưng mà cái gốc này em coi cái gốc nè, cái gốc nó bằng ngón tay cái của chị luôn á. Tay cái chị luôn ha. Tất cả đều có đế hết nha cả nhà nha. Đúng rồi, đều xử lý đế hết nha. Dạ, nút nụ để quay nút nụ cả nhà mình xem thấy nhỏ nhỏ chứ mà. Trời ơi nè. Chị để khít quá. Nó già mùa cả nhà. Chị để khít quá nó rụng mấy cái lá già nó rồi nụ ra thấy ghê không không? Rồi đây cả nhà. Nút nụ hết ha. Đúng rồi. Rồi cái Thủ Đức này chiều cao mình lấy nhiêu chị? Chiều cao hả? Chiều cao chị thấy cũng cao đó, chắc cũng 40 đủ lên. 40 đi ha. Dạ thấp nhất cũng khoảng 40 đi. Cái này tại chị không dựng đọt thôi. Dạ. Chứ dựng đọt thì ôi cái này nó dàn xương nó cứng ngắc nè, mình thích hợp mình đem về mình chơi Tết xong mình trồng xuống đất là quá tuyệt vời luôn á ha. Đúng rồi. 50.000 một cây cái nhà đồng giá với cúc Tân Châu hồi nãy ha. Tham đúng khảo rồi. Thêm gốc nữa đi chị Như ơi. Đó, nè ha. Dạ. Rồi đây cả nhà. Nhưng mà khi mình lấy là mình sẽ lựa cho cô chú anh chị đẹp mình mới lấy, còn không đẹp là mình không lấy nè, nút nụ quá trời luôn ha. Dạ, quá trời nút nụ. Quá trời luôn. Dạ. Quá trời nút nụ. Nút nụ này mình chơi Tết là thoải mái luôn. Vô tư luôn không? Ừ nè, nút nụ nè, thấy không? Dạ. Đừng có nói là bán 50.000 thấy rẻ quá mà không có dòm tới nha, như thật ra nút nụ chơi Tết dữ dằn luôn á, nó nhiều nụ vậy á. Dạ. Nó đẹp vậy đó. Rồi cái nhà tham khảo cái này mình có số lượng, cái nhà cứ liên hệ nhà vườn số điện thoại mình để bên đây cái nhà. Sẽ có giá tốt cho cả nhà lấy số lượng nha. Nè quá trời luôn nè, thì đẹp luôn. Cái này trồng đất cả nhà ơi, Thủ Đức trồng đất ngon lắm nha. Luôn. Dạ. Thôi quá chừng luôn rồi cả nhà. Kế nữa em giới thiệu với cô chú anh chị mình cái loại mà 12.000 một cây ha. Rồi, hàng đầu tư. 12.000 một cây mai ghép nha. Dạ. Đó. Rồi, chị giới thiệu giùm em lại bao nhiêu giống vậy chị? Chị có là 4 loại giống ha. Thứ nhất là giảo Thủ Đức. Dạ. Thứ hai là cúc Thọ Hương. Rồi. Thứ ba nữa là Phú Tân. Rồi. Thứ tư nữa là Tân Châu. Dạ, ha. Tân Châu. Có 4 loại giống ha. Nè, quấn rễ rất là đẹp luôn ha. Chỉ có 12.000 một cây đúng thôi. Đúng rồi, bán không 12.000 cây à. Dạ. Bán cái kiểu này là bán dọn vườn luôn. Nói chứ nói vậy chứ cô chú anh chị mình tại vì số lượng của em nhiều quá, em không có chỗ để á. Dạ. Nên là em muốn bán bớt để mà em tản cây ra đó. Dạ. Nếu như cô chú anh chị mình có yêu thích cái loại mai ghép này thì ủng hộ giùm em ha. Dạ. Rồi số lượng cũng còn khá nhiều, cái nhà hàng này kiểu như là hàng đầu tư cả nhà ha. Mình về mình trồng đất cả nhà. Mình nuôi thêm ha. Rồi đây cái này chị ghép được bao lâu rồi chị Như? Này chị ghép là nay chắc cũng 10 tháng hôm 10 đó tháng. bán hôm đó bán thì lúc ta là 8 tháng là bán rồi, nay tới 10 tháng rồi. Tới 10 tháng luôn rồi. Em mà hỏi một lần nữa nó tới 11 tháng rồi coi. Rồi đây cái nhà số lượng mình cũng còn khá nhiều cái nhà vườn số lượng nhiều quá cho nên bây giờ kiểu như là xả hàng dọn vườn luôn đó nha. Đúng rồi. Rồi hàng đầu tư mình về mình trồng đất ha. Nè là cô chú anh chị mình á, nếu tất như cả đều có sự ý đấy hết. Có định ghép á ha. Dạ. Tôi có định mua mai con về ghép á thì cứ mua cái này về mình khỏi ghép cần rồi ghép. Nè, khỏi đúng ghép. Rồi. Cái này ghép rồi nó hao hụt dữ lắm chứ đâu phải mà nó còn y hinh vậy đâu. Dạ. Rồi em ghép cái số lượng 10.000 cây này chứ em bỏ chắc cũng khoảng là 2-3.000 cây chứ đâu không ít đâu. Nhưng mà mình nghĩ đi, mình mua mai con hay bí bính bệ ha là nó cũng có giá là 7-8-9.000 một cây rồi. Vậy cái này có 12.000 cây mà nó thành phẩm như vậy thì sao mình không lấy cái này đúng không? Khỏi ghép. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi cái nữa là mai con cắt rễ chuột nha cô chú anh chị. Dạ. Cái loại này thì em lấy chiều cao là từ tới thông số là từ 40-60 cm ha. Dạ rồi. Cái gốc á thì em lấy là em đầu đũa ăn đổ lên. Dạ. Ha. Cái loại này thì em giao lưu là 4.000 một cây. 4.000 một cây thôi. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây. Dạ. Ha. À, tất cả mai con là mình là mai dở ôm hạt hết rồi đúng không chị? Đúng rồi, đều là mai dở ôm hạt rồi, hết. Hàng này hàng đúng đầu rồi. Tư cái nhà hàng rất để chuột ha. Hàng dở rin là ha. Dạ, rồi tiếp theo mình tới mai gì nữa chị ơi? Rồi, cái nữa thì cái này đó. Dạ. Rồi, cái nữa là hàng bí nha. Bí này nè, bí 6 múi ha. Bí 6 múi cả nhà. Rồi. Rồi đây. 2
4, 6 ha. Dạ. Bao chuẩn là 6 muối luôn, cành nhánh thì xum xê luôn ha. Đầu tư luôn, hàng này mình đầu tư lâu dài được nha cả nhà. Dạ. Cái loại này chiều cao thì cũng 50 60 cm á ha. Rồi. Cái loại này thì giao lưu là 8.000 một cây. Dạ. À, 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ rồi. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi, hàng bí ha, bí 6 muối cả nhà. Ít nhất là 6 muối ha chị. Đúng rồi, ít nhất là 6 muối. Nằm ngay giữa luôn á cả nhà. Đúng rồi. Cây nằm ngay giữa luôn, muối to, muối là muối bí nó to luôn ha. Dạ. Ừ. Rồi. To theo cái thân cây này luôn nè. Dạ. Rồi cây cái cành nhánh xum xê luôn nè cả nhà. Rồi, cây thì cành nhánh là xum xê luôn. Rồi, tiếp theo mình tới gì nữa chị ơi? Rồi, kế nữa là mình sẽ mai con đó cả nhà, mai con nhà vườn chị Như là bán quanh năm suốt tháng luôn á. Quán rễ đa dạng nha. Dạ. Quán rễ đa dạng, cái loại này thì giao lưu là 4.000 một cây. Dạ rồi. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship. Dạ. Tặng 2 cây. Cả nhà có thể mình lấy mình lấy chiều cao cũng là từ 40 đến 60 luôn. Dạ. Cả nhà có thể mình lấy cái dạng quấn rễ này quấn rễ kia. Đúng mình rồi. Ghép đơn lại với nhau, cứ là 20 cây trở lên thì 20 cây gửi, 50 cây bao ship tặng 2 nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Rồi kế nữa là bính ha. Bính cả nhà. Đúng đây. Rồi. Bính mình lấy 6 muối không chị? Bính này là lấy 1 2 3 4 5 6 ha. Dạ. 6 nhưng mà mình lấy là từ hao là từ 5 đến 6 nha. Rồi. Rồi, từ 5 đến 6 muối, loại này giao lưu là 7.000 một cây. Dạ. Ha. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây. Dạ rồi. Cái loại này thì khá cao ha. Cao dạ. 50 60 cm đổ lên á. Dạ. Ha. Rồi, cả nhà dạ. Tham khảo nha cả nhà. Bính cả nhà. Giống như mình thắt bính vậy đó. Còn cái này là bệ nha. Rồi bệ. Cái này là bệ. Bệ này để coi mấy mối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn. Nhưng mà mình lấy là từ 7 đến 9 muối nha. Dạ. Mình từ hao nó ruột ha. Dạ. Mình giao lưu là 10.000 một cây. Dạ. Cái này là bệ nha. Rồi lúc này lá nó xấu cho nên bỏ qua chuyện lá xấu nha cả nhà. Dạ rồi. Nó cũng cuối mùa mà. Dạ, 10.000 một cây. Cành nhánh vậy đó đẹp á. Cái này mà trồng lâu dài nó bự, nó phình ra. Đúng nhìn rồi. Quá. Cái loại này á thì mình giao lưu là 10.000 cây hả chị? 10.000 một cây đúng dạ. Rồi, lấy chiều cao thì cũng 50 60 cm đổ lên á. Rồi, nha. Cứ 20 cây là gửi hàng 50 bao ship tặng 2 luôn nha cả nhà rồi. Ơi. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi. Mỗi loại mình có số lượng phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là mình để bí mùa mới nha. Mình để vài mẫu đại khái mình quay giới thiệu thôi. Ngoài vườn nhiều lắm. Bí mùa mới. Đúng rồi. Bao nhiêu muốn chị? Nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. Dạ. 9 muối thì mình bao với cả nhà mình là từ 7 đến 9 muối ha, mình từ hao nó ruột thôi. Dạ. Nhưng mà nó hiếm ruột lắm mà tại mình từ hao thôi. Dạ. Bí mùa mới là 12.000 một cây. Dạ. Mùa mới cho nên nó nhỏ nè cả nhà. Đúng nhưng rồi. Mà nhiều muối nha. Nhưng mà chị cũng là nó tầm khoảng là 40 cm đổ lên á. Dạ. Ừ. Rồi. Cái loại này thì giao lưu là 12.000 một cây. Dạ. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo mình tới gì nữa chị ơi? Rồi, hết rồi. Hôm nay nữa hết rồi đó. Dạ rồi, cuối clip thì em cũng rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Nói chung là số lượng của em tại vì còn rất là nhiều luôn. Dạ. Em rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi thì cũng như là em cuối clip thì em rất mong là cô chú chúc cô chú được dồi dào sức khỏe ha. Vạn sự như ý. Dạ rồi. Xin chào. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.